chào quý vị và các bạn. Tuyết Oanh rất vui vì bắt đầu ngày mới cùng với quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta đã xác định chủ đề đó chính là căn bệnh viêm phúc mạc. Phúc mạc là một thanh mạc lớn nhất trong cơ thể của chúng ta, có vai trò bao bọc và bảo vệ toàn bộ ổ bụng. Viêm phúc mạc là một bệnh lý ngoại khoa nặng và có tỷ lệ tử vong khá là cao. Nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Và để hiểu rõ hơn về nó thì sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Ái Phương. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ. Xin chào MC Tuyết Oanh và xin chào khán giả xem đài truyền hình. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên Tuyết Oanh cần đặt ra đó là phúc mạc là gì và viêm phúc mạc là như thế nào ạ? Vâng, thì phúc mạc là một cái lớp mô mỏng, nó lót cái thành trong của ổ bụng và nó phủ hầu hết các cơ quan trong ổ bụng. Thì viêm phúc mạc tức là tình trạng viêm đa số là do vi khuẩn và nấm gây nên. Và viêm phúc mạc là một tình trạng bệnh lý nặng cần phải điều trị kịp thời. Tỷ lệ tử vong do viêm phúc mạc cũng rất là cao, có thể lên đến 40% ở bệnh nhân viêm phúc mạc ở bệnh nhân xơ gan và 10% ở bệnh nhân viêm phúc mạc do nguyên nhân thứ phát. Thưa bác sĩ Ái Phương, vậy thì những nguyên nhân dẫn đến viêm phúc mạc là do đâu ạ? Viêm phúc mạc người ta chia ra làm hai loại chính, đó là viêm phúc mạc nguyên phát và viêm phúc mạc thứ phát. Viêm phúc mạc nguyên phát có nghĩa là tình trạng viêm phúc mạc nó, tình trạng nhiễm trùng nó xảy ra trên lá phúc mạc. Viêm phúc mạc thứ phát xảy ra do chấn thương hoặc là do nhiễm trùng các cơ quan trong ổ bụng và nó lây nhiễm và nó gây ra tình trạng viêm phúc mạc. Thì viêm phúc mạc nguyên phát hay gặp thứ nhất là trên bệnh nhân xơ gan cổ trướng. Xơ gan cổ trướng tức là có sự tích tụ dịch trong cái ổ bụng và nhiễm trùng cái dịch này và từ đó gây ra viêm phúc mạc. Nguyên nhân viêm phúc mạc nguyên phát hay gặp nữa đó là ở những bệnh nhân suy thận mà cần phải thẩm phân phúc mạc. Thẩm phân phúc mạc có nghĩa là người bệnh được cấy một cái catheter vào trong cái màng bụng để mà giúp lọc các chất độc ra khỏi máu ở những cái bệnh nhân suy thận. Và viêm phúc mạc xảy ra khi mà cái ống này nó bị nhiễm bẩn và gây ra viêm phúc mạc. Các nguyên nhân của viêm phúc mạc thứ phát thường gặp, thứ nhất là do thủng các tạng trong cơ thể, ví dụ như là áp xe ruột thừa bị vỡ, viêm túi thừa vỡ, thủng ruột hay là thủng ổ loét dạ dày, vân vân. Hoặc là các tình trạng viêm ở trong ổ bụng như đã nói ở trên, giống như là viêm vùng chậu hay là viêm tụy. Ngoài ra còn có thể gây viêm phúc mạc khi mà bị chấn thương ổ bụng. Thưa bác sĩ, đối tượng nguy cơ mắc phải căn bệnh viêm phúc mạc này là những ai ạ? Vâng, thì những cái bệnh nhân dễ mắc viêm phúc mạc, thứ nhất là ở bệnh nhân xơ gan cổ trướng, thứ hai là ở những bệnh nhân suy thận mà phải thẩm phân phúc mạc như đã nói ở trên, thứ ba là những bệnh nhân có các tình trạng bệnh như là bệnh Crohn, bệnh viêm tụy, vân vân. Và một điều nữa là những bệnh nhân đã từng bị viêm phúc mạc thì cái nguy cơ bị viêm phúc mạc lần nữa sẽ cao hơn những người chưa từng bị viêm phúc mạc. Không biết rằng căn bệnh viêm phúc mạc này nó nguy hiểm như thế nào, có thể ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của con người ạ? Vâng, cái viêm phúc mạc nó có thể dẫn đến những cái biến chứng rất là nặng nề. Đối với viêm phúc mạc nguyên phát trên bệnh nhân xơ gan thì nó có thể có những cái biến chứng, thứ nhất là bệnh não gan. Tức là lúc này cái tri giác của bệnh nhân có thể bị rối loạn, có thể bị hôn mê là do gan nó không thải được các chất độc. Thứ hai là hội chứng gan thận, là bệnh nhân có tình trạng suy thận tiến triển. Còn đối với các nguyên nhân viêm phúc mạc thứ phát thì có thể gây ra một cái tình trạng áp xe trong ổ bụng hoặc là có tình trạng kết dính phúc mạc, tức là có các mô liên kết nó nối giữa các tạng trong bụng và nó gây ra một cái tình trạng bán tắc ruột hay là tắc ruột. Vậy thì còn ở góc độ điều trị, có những cách nào để chúng ta có thể áp dụng và điều trị được căn bệnh viêm phúc mạc ạ? Về điều trị viêm phúc mạc thì có thể điều trị nội khoa hay là ngoại khoa. Về nội khoa thì bác sĩ có thể kê kháng sinh hoặc là kháng nấm để điều trị tình trạng nhiễm trùng. Và các hình thức điều trị có thể là uống kháng sinh hoặc là tiêm tĩnh mạch, tùy thuộc vào mức độ bệnh và tình trạng bệnh. Khi mà đối với những bệnh nhân mà suy thận đang thẩm phân phúc mạc thì cần phải ngưng cái hình thức lọc máu bằng thẩm phân phúc mạc mà cần phải chuyển qua một hình thức lọc máu khác đến khi cái tình trạng viêm phúc mạc đã được điều trị. Và nếu như cái viêm phúc mạc này dễ tái đi tái lại và nó không hết được
thì những bệnh nhân thẩm phân phúc mạc có thể cần phải chuyển sang một cái hình thức lọc máu khác. Thì về điều trị ngoại khoa của viêm phúc mạc thứ phát thì đôi khi cần phải phẫu thuật ngoại khoa cấp cứu trong một số tình trạng bệnh như là áp xe ruột thừa vỡ hay là thủng dạ dày hoặc là viêm túi thừa vỡ vân vân. Thưa bác sĩ, bao giờ cũng vậy, phòng bệnh vẫn luôn tốt hơn là chữa bệnh. Đối với viêm phúc mạc thì chúng ta có những cái điều gì cần lưu ý trong cuộc sống hàng ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh ạ? Vâng, đối với viêm phúc mạc thì cần lưu ý nhất là đối với những bệnh nhân suy thận thẩm phân phúc mạc. Thì những bệnh nhân này cần lưu ý, thứ nhất là mình cần phải rửa tay thật là kỹ trước khi thực hiện cái kỹ thuật này. Rửa tay lưu ý là dưới móng tay và giữa kẽ các móng tay. Thứ hai là mình cần phải tuân thủ đúng cái quy trình kỹ thuật đã được nhân viên y tế hướng dẫn. Yeah. Cần phải đeo khẩu trang che cả mũi và miệng trong khi thực hiện cái kỹ thuật này. Và cần phải sát trùng xung quanh cái ống thông mỗi ngày. Và cần phải báo ngay cho nhân viên y tế nếu như mình phát hiện cái dịch thẩm phân hoặc là cái ống thông bị nhiễm bẩn. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi đối với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là căn bệnh viêm phúc mạc. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề viêm phúc mạc, hy vọng rằng chương trình bác sĩ của bạn đã giúp cho quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về căn bệnh này. Và từ đó chúng ta sẽ có những kinh nghiệm cũng như là những kiến thức để làm nền tảng dựa trên đó, sớm phát hiện ra nếu như chẳng may bản thân mình hoặc là những người trong gia đình mình mắc phải. Để từ đó có cách điều trị thật sự phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho bác sĩ của bạn hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Tuyết Oanh và bác sĩ Ái Phương xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.